khỏe là vốn quý của con người. Bên cạnh các hoạt động rèn luyện sức khỏe, thì đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là điều cần thiết đối với mỗi người. Và ngày nay, rau, củ, quả là những thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, làm thế nào để lựa chọn được các loại rau chất lượng an toàn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Để giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận và sử dụng rau an toàn, chúng tôi xin giới thiệu về một mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại cao nguyên Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn của người dân, hơn một năm qua, được sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sơn La, 14 hộ gia đình ở bản Ta Niết, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu đã cùng nhau thành lập tổ hợp tác xã chuyên trồng các loại rau, củ, quả theo nguyên tắc đảm bảo an toàn. Chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn được bắt đầu từ việc cung cấp vật tư nông nghiệp đến khâu làm đất. Đất trồng rau phải là đất đảm bảo an toàn, nghĩa là vùng đất lựa chọn nằm trong vùng không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm, đồng thời đã được kiểm nghiệm vi sinh vật về hóa chất, kim loại nặng và độc hại. Khi được tập huấn, chúng tôi thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn, cụ thể là dùng nước mó sạch để tưới cho rau, dùng thuốc bảo vệ thực vật theo danh mục khuyến cáo và đúng đảm bảo thời gian cách ly cho rau, sử dụng phân hữu cơ để bón cho rau. Ngay từ các yếu tố đầu vào của quá trình trồng, giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều được kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng. Các hộ sản xuất đều được hướng dẫn về kỹ thuật trồng rau an toàn, kiểm soát điều kiện đảm bảo trong quá trình sản xuất. Đồng thời, những hộ sản xuất ở đây đã được cấp chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ vậy mà rau ở các hộ dân tham gia chuỗi trước khi xuất bán đã đảm bảo được chất lượng, không còn tồn dư các hóa chất độc hại. Tuy nhiên, để sản phẩm rau thực sự an toàn đến tay người tiêu dùng, thì công đoạn thu hoạch, sơ chế, đóng gói cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn. Trong quá trình sơ chế, đóng gói sản phẩm, cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sơn La, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Sản phẩm được nhận diện bằng túi đựng, dây buộc, có dấu hiệu logo, nhãn mác ghi tên cơ sở, chủng loại rau. Sản phẩm rau an toàn Mộc Châu sau khi được sơ chế, bao gói được chuyển đến các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội, tham gia vào chuỗi liên kết để đưa tới tay người tiêu dùng. Siêu thị Unimark Hà Nội hơn một năm nay, ngày nào cũng nhập một lượng lớn sản phẩm rau an toàn Mộc Châu thông qua phân phối của công ty Sơn Hà. Hàng chục sản phẩm rau, củ, quả được bày bán ở ngay vị trí thuận lợi nhất của siêu thị. Người tiêu dùng khi đến siêu thị này để lựa chọn sản phẩm cho bữa ăn hàng ngày của gia đình đã hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Mình thấy rằng là cái rau Mộc Châu này, nó cũng, theo như mình được biết thì là nó được trồng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp đấy. Nó an toàn và nó lại được đưa từ tận Mộc Châu xuống. Đấy, thì mình cũng khá là tin tưởng. Cái sản phẩm mà hay dùng nhất đó là cảnh mèo và tầm bóc. Có thể nhận thấy rõ hiệu quả của sản xuất rau củ quả an toàn theo chuỗi. Với 14 hộ sản xuất rau an toàn ở bản Ta Niết, thu nhập từ trồng rau đã giúp kinh tế gia đình ổn định, cuộc sống ngày càng khá giả. Chuỗi sản xuất rau an toàn và cũng mang nhiều lợi ích cho bà con trong tổ viên, như giảm thiểu phân bón, giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật. Quy trình sản xuất rau Việt Gáp chúng tôi đã được an toàn và cũng được bày bán cho các siêu thị. Giá cả ổn định và đã nâng cao đời sống cho các bà con trong tổ viên. Xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn theo suốt quá trình, từ trang trại đến bàn ăn, là một giải pháp có tính đột phá và bền vững để quản lý tốt chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Về định hướng phát triển rau an toàn thì đây là một cái chủ trương lớn mà tỉnh rất là quan tâm, và tỉnh đã vừa ban hành quyết định 3067 về phát triển rau an toàn theo chuỗi. Và trong thời gian sắp tới thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản tiếp tục triển khai các cái mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi để phát huy những cái mô hình mà đã đạt được trong cái thời gian vừa qua để phát triển rau an toàn trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể nói, mô hình chuỗi sản xuất rau an toàn đã và đang là hướng đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân huyện Mộc Châu, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đảm bảo an toàn. Tham gia vào chuỗi liên kết, người nông dân có nhiều lợi ích hơn,
từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.